Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Nếu mà các bạn nhìn vào cái thông số của cái chiếc điện thoại mình đang cầm ở trên tay này, một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 710 AIE, kèm theo đó là 4GB, 64GB bộ nhớ trong, có viên pin là 4050mAh, một viên pin rất trâu, có hỗ trợ sạc nhanh 18W đi kèm, thì các bạn sẽ nghĩ là sản phẩm này có mức giá là bao nhiêu tiền? Chắc chắn rằng là các bạn sẽ nghĩ là ít nhất là nó cũng phải 4,5-5 triệu. Tuy nhiên là chiếc điện thoại mình đang cầm ở trên tay này, nó chỉ có mức giá là bao nhiêu đây? 3.690.000 đồng tại Clickbuy mà thôi. Đây chính là Lenovo Z6 Youth. Và khi các bạn mua hàng cái sản phẩm này tại Clickbuy thì không phân biệt màu sắc nhé. Các bạn thích lựa chọn màu nào là cũng được. Đó. Và các bạn cũng đừng nhầm là đây là Lenovo Z6, bởi vì là mặc dù ở bên ngoài vỏ hộp của nó có chữ là Lenovo Z6, nhưng mà nó có thêm một cái dòng chữ Trung Quốc ở đây này, thì mình nghĩ là có thể là từ Youth hoặc là từ Lite, nghĩa là cái phiên bản rút gọn hơn của Lenovo Z6. Hôm sau thì mình sẽ có một cái bài mở hộp sản phẩm Lenovo Z6 ra để cho các bạn xem nhé. Và đây là cái sản phẩm chạy con chip Snapdragon 710 rẻ nhất tại thị trường Việt Nam bây giờ. Đó là còn chưa kể sản phẩm này nó còn có cả 3 camera nữa cơ. Cái Mi 8 SE thì nó cũng chỉ có 2 camera mà thôi. Đó, sản phẩm này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng mở hộp ra. Mình sẽ để nó qua một bên cái đã. Đấy, các bạn thấy không? Lật lại mặt sau này đã có một cái màu sơn cát, cũng như là cái viền được bao quanh mạ vàng như thế này, rất là đẹp. Rồi, đây là cái hộp của Lenovo Z6 Youth. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái thông tin về cái sản phẩm này. Đó là mã hiệu của nó là Lenovo L38111. Và phiên bản mình đang cầm trên tay này là cái phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đó, để xem bên trong hộp nó sẽ có những gì nhá. Bên trong hộp ấy thì chúng ta sẽ có một cái que cặp SIM ở đây này, có sách hướng dẫn sử dụng. Và chúng ta sẽ có thêm cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo nữa. Đó. Rồi, tiếp theo nữa nào. Bên trong này còn cái gì nữa không? Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C luôn. Đấy, thậm chí là có cả USB Type-C đi kèm, bởi vì là cái sản phẩm Realme X-Lite nó bị cắt giảm đi, nó chỉ còn micro thôi, nhưng con này vẫn là USB Type-C. Đấy, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ có một cục sạc, không biết phải sạc nhanh không? Sạc nhanh 18W luôn các bạn ạ. Đây là sạc nhanh 9V 2A hoặc là 12V 1.5A. Đấy, đây là sạc nhanh 18W đi kèm theo máy luôn. Các bạn thấy không? Tầm giá 3,6 triệu chúng ta đòi hỏi được hơn cái gì nào? Đấy, bây giờ thì mình sẽ bỏ qua toàn bộ phụ kiện con bên để nói chi tiết hơn về máy nhá. Quay trở lại với Lenovo Z6 Youth, hay còn gọi là Lenovo Z6 Lite, thì mình sẽ lật luôn cái mặt lưng ra để cho các bạn xem luôn. Đấy, thì cái mặt lưng này thì nó được sơn theo kiểu là dạng sơn cát, và nó có những cái hiệu ứng đổi màu sắc khác nhau. Ví dụ như là phía dưới này thì là màu xanh này, còn phía trên này hơi ngả ngả đi thì nó biến sang màu tím. Đấy, thì nó sẽ khiến cho cái thiết bị chúng ta nó có điểm nhấn hơn. Đấy, tuy nhiên đánh đổi lại tại sao cái giỏ này giá lại rẻ như thế, bởi vì thiết kế này nhựa, tất cả mặt lưng ở phía sau chỉ là nhựa mà thôi. Đấy, và mặt lưng nhựa bóng như này thì nó sẽ để lại mồ hôi dấu vân tay rồi. Thế tuy nhiên là ít ra là nó bằng nhựa thì nó cũng biết thân biết phận là nó cũng cho vào đây một số những điểm nhấn, ví dụ như là cái viền camera này của nó được mạ vàng bao quanh này, cái cảm biến vân tay một chạm này thì nó cũng được mạ vàng bao quanh này. Đấy, và cái cảm biến vân tay một chạm này thì nó làm một cái màu khác đi so với mặt lưng. Đấy, thì nó cũng tạo ra điểm nhấn cho sản phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ điểm qua một chút về các cái cạnh của sản phẩm này nhé. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM và thẻ nhớ. Khay này là khay SIM Lite, nghĩa là chúng ta có thể lựa chọn là hai SIM hoặc một SIM một thẻ. Phía bên phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn, phím tăng giảm năng lượng. Phía bên cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái mic phụ nữa. Và ở phía bên cạnh dưới này, đây các bạn nhìn này, giá rẻ này, vẫn có cổng USB Type-C, có loa ngoài, kèm theo đó là jack cắm tai nghe 3,5mm và một cái mic thu âm. Đấy, mic phụ đàm thoại đấy. Đó, và tất cả những cái điểm nhấn của sản phẩm này thì mình đã nói hết rồi. Có lẽ là cái thiết kế bằng nhựa là cái điểm mà chúng ta không thích thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình của sản phẩm này thì sao? Về màn hình thì Lenovo Z6 Youth sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, đấy, 2340 x 1080 pixel, cho một cái tỷ lệ màn hình đó là 19.5:9, và mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 409 ppi. Cái tấm nền màn hình ở trên sản phẩm này thì nó là tấm nền màn hình IPS LCD. Đấy, cũng có công nghệ HDR10. Và cái màn hình này thì nó là màn hình giọt nước. Đấy, ở cái chỗ giọt nước này thì chúng ta sẽ có một cái camera tự sướng có độ phân giải là 16 megapixel. Phía dưới này thì nó làm mỏng ở mức độ bình thường. Đấy, nó không phải là quá mỏng nhưng mà cũng không đến nỗi quá dày như kiểu là Redmi Note 7 hay là cái chiếc điện thoại gần đây mà mình mới mở hộp, đó là Mi CC9e. Đấy, và cái màn hình của nó ít ra là nó đỡ tệ hơn là Mi CC9e, bởi vì Mi CC9e thì là HD cộng, còn con này là Full HD cộng nhá. Đấy, thì đấy là cái điểm mà nó không bị cắt giảm đi. Đấy, ít nhất là nó đã giữ được cho người dùng cái điểm đấy rồi. Và giá thì các bạn biết rồi đấy, có 3,6 triệu thôi.
Về hiệu năng thì như đã nói ở ngay đầu video, sản phẩm này sẽ chạy con chip Snapdragon 710 IE, sẽ bao gồm 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, có viên pin là 4050mAh. Đấy, rất thoải mái cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Về thông số của ba cái camera sau này thì chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 16MP, khẩu độ f 1.8. Chúng ta sẽ có một cái camera tele có độ phân giải là 8MP, khẩu độ f 2.4. Và chúng ta sẽ có một cái camera 5MP, khẩu độ f 2.2 nữa. Đấy, mình không biết là cái camera 5MP này là cái camera góc siêu rộng hay là cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông. Đấy, bởi vì là mình vào trong cái giao diện camera của cái sản phẩm này này. Đây, đấy, mình vào trong cái giao diện camera của sản phẩm này thì ở đây có chế độ 1x này, đấy, có chế độ 2x này, nhưng mà không thấy camera góc siêu rộng ở đâu cả, thì mình vẫn chưa tìm được. Đấy, thì hôm sau để mình sẽ tìm hiểu, xong mình sẽ nói cho các bạn hơn. Đó, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh kép này, rồi là chế độ Pro. Ở đây chế độ Pro chúng ta sẽ chỉnh được cái gì? Chúng ta sẽ chỉnh được ISO từ 100 cho đến 800. Chúng ta có thể điều chỉnh được độ phơi sáng từ 1/4000 cho tới tối đa là 1/8 giây. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh cân bằng trắng và chúng ta có thể điều chỉnh được lấy nét bằng tay. Đó. Chúng ta cũng sẽ có chế độ AI nữa đây. Đấy, AI với cả camera rồi là quay video ở đây. Đấy. Rồi là chế độ chụp ảnh ban đêm, chế độ panorama. Đó, thực ra là mình cảm thấy là có thể là cái phần mềm của sản phẩm này hiện tại nó đang có vấn đề hay sao mà khi mình chuyển này, các thao tác nó chưa được mượt mà như những gì mình kỳ vọng ở trên một con chip Snapdragon 710. Cái sản phẩm có gì chúng ta phải nói thẳng với thật với nhau. Đấy, còn đây là cái camera trước của nó đây, camera trước 16MP rất là đẹp của nó. Đấy, và thậm chí là có zoom lên 2x đối với camera trước luôn. Đấy, nhìn rõ từng cái cọng râu này của mình luôn. Và cái zoom lên 2x này thì thực ra là nó là zoom số thôi, và nó mang tính chất là scale lên và nó kiểu crop lại mặt mình đấy. Rồi, và đây là những cái tính năng qua về cái camera của sản phẩm này. Nói chung là mình thấy là cũng khá là ổn trong cái tầm giá khoảng 3.6 triệu. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Lenovo Z6 Youth? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.